Tuổi 60 rất sướng nếu trung niên đảm bảo được 4 việc này. Quý vị thân mến, khi một người bước vào tuổi trung niên chính là cần thực hiện được các phép trừ, nghĩa là cần phải loại bỏ được sự táo bạo và nôn nóng, kiểm soát thật tốt tâm tính của mình, biến mọi lời phàn nàn thành động lực hướng lên. Khi bạn biết tiếp tục trải nghiệm bản thân ở 4 khía cạnh này, điều đó cũng có nghĩa là bạn đã hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, biết cách đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân, tìm ra con đường và phương pháp tốt nhất để trở nên chín chắn thuần thục. 1. Học được cách im lặng trước những đau khổ. Khi bước vào tuổi trung niên, chúng ta đã đi được nửa đời người và cũng từng trải qua không ít khó khăn. Do đó, đến lúc này, chúng ta không nên rên rỉ về những khó khăn và thử thách của bản thân. Bạn biết rồi đấy, mỗi người sống trên đời đều có nỗi khổ, khó nói của riêng mình. Một số người nói rằng bản chất của cuộc sống là đau khổ. Khi chúng ta kể lể về nỗi khổ của mình, rất có thể chúng ta đang khơi dậy cảm xúc đau khổ của người khác, khiến họ có cảm giác bi thương. Do đó, chúng ta cần học cách im lặng trước những đau khổ trong đời. Nếu làm được như vậy, chúng ta sẽ có được sức mạnh của sự im lặng. Có người nói rằng khi nỗi thống khổ mà nói ra được thì kỳ thực không phải là khổ. Lời ấy quả không sai. Mỗi người sống trên đời đều vác trên lưng cây thập tự giá của riêng mình. Đến tuổi trung niên rồi, ai không kể khổ thì người đó đã thực sự trưởng thành. Sự trưởng thành này chính là một loại thái độ đối với cuộc sống, là sự hiểu biết sâu sắc rằng thay vì phàn nàn thì nên để tâm xem giải quyết vấn đề như thế nào. Nếu một người biết coi những khổ đau giống như chiếc lồng ấp trứng, như vậy thì nội tâm của người đó sẽ ngày một trở nên mạnh mẽ hơn. 2. Học được cách kiểm soát cảm xúc và hạn chế mất bình tĩnh. Khi một người bước qua tuổi trung niên, chìa khóa để đo lường sự trưởng thành của họ chính là liệu người này có thể kiểm soát được tâm tình của bản thân hay không. Học được cách kiềm chế cảm xúc nghĩa là chúng ta có thể hiểu được tâm tình của chính mình và càng lý giải được việc bao dung người khác khi đối diện với mâu thuẫn. Người có thể kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân chính là biết đứng ở vị trí của người khác để suy nghĩ. Những người này sẽ ít khi cố chấp mà thường nhìn vào những điểm hợp lý. Trong ý kiến của đối phương, họ không vội vàng chứng minh chính mình. Đầu tiên họ lắng nghe và tiếp nhận cảm xúc của người khác rồi hóa giải nó, sau đó mới đưa ra quan điểm của bản thân, từ từ khiến người khác tiếp nhận. Biết cách kiểm soát cảm xúc cũng là một biểu hiện quan trọng của tình yêu thương. Khi một người biết được lúc nào nên khống chế cảm xúc, giữ nội tâm bình thản, người này cũng sẽ được người khác yêu mến và tôn trọng. Trước khi trở thành một bậc thầy thực sự, người đó cần biết cân bằng cảm xúc của bản thân, sau đó mới có thể đàm luận thêm một bước nữa là phát triển. Một người có trái tim mạnh mẽ sẽ chi phối cảm xúc và không để nó vượt quá tầm kiểm soát mà làm tổn thương người khác, cũng như những người xung quanh. 3. Học được kiên trì và nhẫn nại hơn. Sự trưởng thành của đời người không phải là chuyện dễ dàng, điều đó đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục rèn luyện chính mình. Mỗi sự việc đều có tiết tấu riêng, tốc độ và nhịp điệu của nó cần chúng ta biết chờ đợi sự phát triển cũng như sự tiến triển của sự việc. Đặc biệt là trên con đường trưởng thành, không phải chỉ cần thực hiện việc hoàn thiện bản thân một lần là xong. Đời người cũng như vậy, chúng ta cần học được không ngừng hoàn thiện chính mình. Trời không tuyệt đường người, chúng ta cần tin tưởng vào con đường phía trước. Chỉ cần chúng ta tiếp tục tinh tiến chính mình thì chúng ta sẽ tìm được lối đi riêng. Đừng dễ dàng từ bỏ mà hãy tiếp tục kiên trì bước trên con đường hoàn thiện bản thân. Tâm lý học cũng phát hiện ra rằng sự khác biệt giữa người tài giỏi và người bình thường chính là người tài giỏi rèn được phẩm chất kiên trì và nó đã trở thành tố chất quan trọng giúp họ trở thành người tài giỏi. 4. Tôn trọng nhịp điệu của chính mình. Khi đến tuổi trung niên, chúng ta không nên so đo với người khác mà cần biết được tiết tấu của chính mình. Đó là trí tuệ trọng yếu nhất của chúng ta. Khi một người bước qua tuổi trung niên, họ sẽ học được cách hướng nội, nhìn ra thói quen của chính mình, càng giúp bản thân thấy được hướng đi. Khi đến tuổi trung niên, con người ta mới nhận ra rằng bên ngoài không còn ai khác, chỉ có chính mình mà thôi. Để sở hữu con đường của riêng mình thì một người cần không ngừng hướng nội. Hướng nội không có nghĩa là không làm gì cả, mà là biết được thiếu sót của bản thân để hoàn thiện.
Chúng ta không còn hoàn toàn ngưỡng mộ người khác mà là nhìn người khác để đề cao chính mình, tìm kiếm điều đáng giá cho mình, nhìn thấy đường đi và không ngừng hướng về phía trước. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ trở thành người như bản thân mong muốn. Khi bạn hiểu được chính mình là suối nguồn năng lượng lớn nhất, chúng ta tập trung vào các mục tiêu phát triển của mình trên suốt chặng đường. Chúng ta không sống vì người khác, cũng không phải là để chứng minh sự lợi hại của bản thân, cũng không phải là để người khác công nhận. Bởi vì nếu chúng ta làm như vậy thì sẽ không ngừng tiêu hao năng lượng của mình. Chỉ khi chúng ta hướng nội, tập trung vào mục tiêu của mình, rèn luyện khả năng làm việc và năng lực tĩnh tâm, chúng ta mới không bị lạc trên con đường trưởng thành. Quý vị thân mến, sau 40 tuổi là giai đoạn vàng son của cuộc đời, nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Nếu vượt qua được những rủi ro này, bạn sẽ làm nên nghiệp lớn. 1. Bệnh tật. Lưu Quốc Ân, giáo sư Đại học Bắc Kinh, đã tiến hành một cuộc khảo sát theo dõi trong hơn 20 năm và phát hiện ra rằng yếu tố then chốt quyết định khả năng tích lũy tài sản của một người đó là sức khỏe thể chất. Một người đến tuổi trung niên, tay trái gánh vác sự nghiệp, tay phải lo toan chuyện gia đình, không có sức khỏe, bạn khó có thể hoàn thành đồng thời hai nhiệm vụ lớn này. Trong một chương trình truyền hình thực tế, Longing for Life, Huỳnh Lỗi đã chia sẻ về một biến cố trong cuộc đời đã khiến anh phải trân trọng sức khỏe của mình hơn bao giờ hết. Huỳnh Lỗi cho biết có thời điểm anh đã bị ốm, sốt trong một thời gian dài. Là cha, tôi chắc chắn muốn dành nhiều thời gian để bên con, nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi lại không thể, dẫu đã gắng sức, anh nói. Để sức khỏe không sa sút và che chở được cho con, Huỳnh Lỗi bắt đầu chạy bộ để cải thiện sức khỏe. Khi ghi hình chương trình, mặc dù các thành viên khác đang ngủ say, nhưng anh vẫn duy trì thói quen dậy sớm chạy bộ, kiên trì tập thể dục. Anh đã cải thiện được tình trạng sức khỏe và giảm được hơn 10kg. Trong bài báo có tiêu đề, bao nhiêu người đã không qua khỏi giai đoạn 45 tới 55 tuổi? Tác giả đã viết, 45 đến 55 tuổi là một trong những thời kỳ vàng son của cuộc đời, nhưng cũng là thời kỳ rủi ro cao bởi đây là giai đoạn bệnh tật dễ kéo đến. Khi còn trẻ, bạn sẽ luôn cảm thấy tiền bạc và địa vị là những thứ quan trọng nhất. Tuy nhiên, đến độ tuổi trung niên, bạn cần sắp xếp lại thứ tự ưu tiên và phải đặt sức khỏe lên hàng đầu. Tập thể dục hàng ngày, áp dụng chế độ ăn uống khoa học và ngủ đủ giấc là một trong những cách giúp bạn bảo vệ được bản thân và thành quả đã làm được trong suốt những năm tháng tuổi trẻ. 2. Thất nghiệp. Khủng hoảng việc làm của người trung niên thường không phải là vấn đề tuổi tác mà là thiếu kỹ năng. Khi bị rơi vào tình cảnh khó khăn nhất, kỹ năng chính là chiếc phao cứu sinh của bạn. Chồng của Lý Hòa đột ngột qua đời khi cô đang mang thai 8 tháng và có một cô con gái 6 tuổi. Một mình vượt cạn, nuôi thêm người con, lại không có việc làm. Nhiều người cho rằng cô như đang ở tận cùng của khó khăn. Tuy nhiên sau khi sinh con, cô được giới thiệu đến một công ty giúp việc để làm bảo mẫu. Khi những người khác nghỉ ngơi, cô tận dụng mọi thời gian rảnh để học cách chăm sóc người già và trẻ em cùng các kỹ thuật xoa bóp nấu ăn. 2 năm sau, cô đạt được các chứng chỉ liên quan trong nghề. Đối với mỗi khách hàng phục vụ, cô đều ghi lại chi tiết khoảng thời gian ăn của bé, sự thay đổi trong quá trình tăng trưởng, sở thích ăn uống. Sự chuyên nghiệp không chỉ giúp cô thu hút được một lượng lớn khách hàng mà còn nhận được tiền lương cao gấp đôi. Vì vậy nên dẫu đang làm công việc gì, khó khăn ra sao, mức lương như thế nào, điều quan trọng là bạn phải trở thành một người không thể thay thế ở vị trí đó. Khi đến tuổi trung niên, điều đáng sợ nhất là không có kỹ năng và ngừng học hỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học, lao lì đến Bắc Kinh và tìm một công việc được trả lương mức cao và ổn định. Nhưng trong suốt 10 năm đó, kỹ năng làm việc của anh hầu như không được cải thiện. Dưới làn sóng của thế hệ trẻ giàu năng lượng và nhiệt huyết, anh đã bị đào thải khỏi công ty do không cập nhật và bắt kịp được những thông tin và kiến thức mới. Nếu không ngừng học hỏi, bạn sẽ bị bủa vây ở mọi hướng khi bước đến tuổi trung niên. Học thêm một kỹ năng, bạn sẽ mở cho mình thêm một lối thoát. Biết thêm một kỹ năng, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống. Bắt đầu từ hôm nay, nếu bạn có thời gian để nạp thêm kiến thức, bạn có nhiều cơ hội hơn ở nơi làm việc sau tuổi trung niên. 3. Ly hôn. Một thanh niên đến cửa hàng mua bát. Anh ta cầm một chiếc bát và đập nhẹ lần lượt vào những chiếc bát còn lại. Âm thanh phát ra khá đục. Anh nói rằng đây không phải là những chiếc bát tốt vì âm thanh không trong.
Ông chủ đã mỉm cười và bưng một chiếc bát lên cho cậu thử. Thật bất ngờ, âm thanh do chiếc bát này với mọi chiếc khác đều rất vui tai. Bản thân chiếc bát ban đầu đã là một sản phẩm lỗi, thì khi thử nó với những chiếc bát khác chắc chắn sẽ không thể có được kết quả tốt. Nếu muốn tìm một chiếc bát tốt, trước hết hãy chắc chắn rằng chiếc bát của bạn là tốt nhất, ông chủ nói. Khi đến tuổi trung niên, nhiều người ly hôn vì người bạn đời không như anh ta mong muốn. Song thực tế, người gây ra vấn đề lại chính là bản thân bạn. Giang Linh, một nhà tư vấn tâm lý thường xuyên cãi nhau với vợ. Trong những năm qua, anh cảm thấy tính cách của vợ mình đã thay đổi rất nhiều, khiến bản thân không thể chịu nổi. Vợ chồng anh không thể kiên nhẫn nói chuyện với nhau quá dài. Một đêm, trong lúc trằn trọc, anh suy nghĩ mình đã bận rộn với công việc mà ít quan tâm đến gia đình. Khi bố ốm, vợ anh vừa phải chăm sóc ông lại dạy cả con làm bài. Lúc này anh chợt hiểu, không phải tính cách của vợ thay đổi mà là do cô ấy đã quá mệt mỏi. Từ khi hiểu được nỗi vất vả của vợ, sau tan ca, anh Tường đi làm về sớm và chủ động giúp đỡ vợ công việc nhà. Dần dần anh thấy vợ mình đã kiềm chế được tính nóng này. Quan hệ của hai người dần tốt lên. Thực tế không có người bạn đời hoàn hảo. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là khi hai người dành cho nhau sự bao dung. Khi đến tuổi trung niên, bạn cần dịu dàng trong tính khí, bình tĩnh trong mọi tình huống và bao dung trong tình cảm. Như vậy, bạn mới có thể duy trì mối quan hệ hôn nhân dài lâu.